Cuốn 17 chương 26 giải thích thiền Ba La Mật. Kinh do không loạn không ưa đắm nên đầy đủ thiền Ba La Mật. Luận hỏi: Bồ Tát là lấy việc độ hết thảy chúng sanh làm sự nghiệp, cớ sao lại ngồi nhàn trong rừng trầm ở yên lặng trong núi lo tốt riêng cho mình mà bỏ rơi chúng sanh? Đáp: Thân Bồ Tát tuy xa lìa chúng sanh mà tâm thường không bỏ, ở chỗ yên vắng cầu định chứng được trí huệ chân thật để độ hết thảy. Ví như lúc uống thuốc nuôi thân, tạm thời dứt mọi công việc, đến khi khí lực bình phục tráng kiện thời làm việc lại như cũ. Bồ Tát ở yên lặng cũng như vậy, dùng sức thiền định uống thuốc trí tuệ được đức thần thông trở lại ở với chúng sanh, hoặc ở với cha mẹ vợ con, hoặc thầy trò tông trường, hoặc trời hoặc người xuống đến súc sanh, dùng các thứ ngữ ngôn phương tiện khai đạo. Lại nữa, Bồ Tát thực hành ba sự là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, gọi là phước đức ngôn. Trong vô lượng đời được làm thiên vương, thiết đại hoàn nhân, chuyển luân thánh vương, diêm phù đề vương, thường đem y phục bể báu thí cho chúng sanh theo sự ưa muốn của năm căn, đời này đời sau đều làm cho đầy đủ. Như trong kinh nói, chuyển luân thánh vương đem 10 điều thiện dạy dân tu, đời sau đều được sanh lên cõi trời, đời đời làm lợi ích chúng sanh khiến được khoái lạc. Nhưng cái vui ấy vô thường, còn trở lại chịu khổ. Bồ Tát nhân đó phát tâm đại bi, muốn đem cái niết bàn thường vui làm lợi ích chúng sanh. Niết bàn thường vui này từ trí tuệ chân thật sanh, trí tuệ chân thật tại từ nhất tâm thiền định sanh. Ví như đốt đèn, đèn tuy cháy đỏ nhưng ở giữa gió to thời không thể dùng được. Nếu để nhà kín, công dụng của nó mới toàn vẹn. Trí tuệ ở giữa tán tâm cũng như vậy, nếu không có nhà thiền định yên lặng, thời có trí tuệ mà công dụng của nó không toàn. Nếu được có thiền định, thời trí tuệ chân thật sanh. Do vậy nên Bồ Tát tuy xa lìa chúng sanh ở chỗ xa vắng để cầu được thiền định. Do thiền định thanh tịnh nên trí tuệ cũng thanh tịnh. Ví như dầu và tim sạch thì ánh sáng trong. Do vậy nên người muốn được trí tuệ thanh tịnh phải thực hành thiền định. Lại nữa, nếu muốn cầu việc thiền cận của thế gian mà không chuyên tâm thời sự nghiệp cũng không thành. Huống gì cầu Phật đạo thậm tâm mà lại không dùng đến thiền định. Thiền định là thu nhiếp các loạn tâm, loạn tâm nhẹ bay hơn cả lông hồng, chạy tán loạn, không dừng, nhanh hơn gió lốc không thể cấm trì, quá hơn khỉ vượn, vừa hiện biển mất, nhanh hơn điện chớp. Tâm tướng như vậy không thể cấm trì, nếu muốn chế ngăn mà không tu thiền, không thể định được. Như kệ nói, thiền là kho giữ trí, là ruộng phước công đức. Thiền là nước thanh tịnh, rửa sạch các dục trần. Thiền là áo kim cang, ngăn mũi tên phiền não. Tuy chưa chứng vô dư, đã được phần niết bàn. Chứng tam muội kim cang, xô nát núi kiết sử, được sáu thần thông lực, hóa độ vô lượng người. Bụi bay che mặt trời, mưa lớn làm tan mất, gió giác quán tán tâm, thiền định làm tiêu diệt. Lại nữa, thiền định khó được, hành giả nhất tâm chuyên cầu mới thành tựu được. Chư thiên và thần tiên còn không thể thành được, huống chi người phàm phu giải đãi. Như Phật tọa thiền dưới gốc cây Ni Câu Lô, mà người con gái của ma vương thuyết kệ hỏi rằng: Độc tọa giữa rừng cây, sáu căn thường tịnh lặng, có người mất chân bảo, không cứu sầu thống khổ, dung mạo đời không bằng, mà thường nhắm mắt ngồi, lòng chúng tôi có nghi, cầu gì mà ở đây? Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp: Ta được vị niết bàn, không ưa chỗ nhiễm ái, giặc trong ngoài đã trừ, cha ngươi cũng lui mất. Ta được vị cam lồ, an lạc ngồi trong rừng, chúng sanh bị ân ái, vì chúng khởi bi tâm. Khi ấy ba người con gái sanh hổ thẹn mà tự nói rằng: Người này ly dục không thể động được, liền biến mất không hiện. Hỏi: Thực hành phương tiện gì mà được thiền Ba La Mật? Đáp: Bỏ năm sự, năm trần, trừ năm pháp, năm triền cái, hành năm hành, sơ thiền, năm chi là tầm tứ hỷ lạc xà. Thế nào là bỏ năm sự? Đó là phải mắng trách năm dục, thương thay chúng sanh thường bị năm dục làm bức não mà vẫn tìm cầu không nghĩ. Năm dục này được nó càng kịch liệt như lửa hơ ghẻ, năm dục vô ích như chó gặm xương, năm dục tăng sự tranh giành như quạ giành thịt, năm dục thiêu đốt như người ngược gió thành đuốc, năm dục hại người như đạp rắn độc, năm dục không thật như vật được trong mộng, năm dục không bền như vay mượn dây lát. Người đời u mê tham đắm năm dục đến chết không bỏ, vì nó mà đời sau chịu vô lượng khổ,
ví như người ngu ham đắm quả ngon, leo lên cây ăn không chịu trụt xuống, người đốn cây, cây ngã bị rớt, thân đầu tan nát, thấu não mà chết. Lại năm dục này, khi được vui chốc lát, khi mất khổ quá nhiều. Mật ngọt dính đầu mũi dao, kẻ thích ngọt ham liếm, không biết họa đứt lưỡi. Năm dục ở chung với súc sanh, người trí biết rõ tự xa lìa được. Như nói có một yêu bà tắc, cùng các khách buôn đi xa tìm kế sống. Gặp lúc tuyết lạnh, đêm đi lạc bạn, tạm trú trong một hang đá. Khi ấy thần núi biến là một người nữ đi đến muốn thử, nói kệ rằng: tuyết trắng phủ núi rừng, chim thú đều ẩn núp, tôi không nơi nương cậy, xin rủ lòng xót thương. Yêu bà tắc lấy hai tay bịt tai mà đáp kệ rằng: kẻ ác không biết hồ, nói lời bất tịnh ấy, nước trôi lửa cháy đi, không muốn nghe tiếng ấy, có vợ lòng không dục, huống gì tạo tà dâm. Các dục vui rất cạn, đại khổ hoạn rất sâu, các dục được không chán, mất nó khổ rất lớn, chưa được mong cho được, được rồi bị khổ não. Các dục vui rất ít, yêu khổ độc rất nhiều, vì nó mất thân mạng, như nga xa vào đèn. Thần núi nghe kệ đó xong, để vác người ấy đưa đến giữa chúng bạn, ấy là kẻ trí của trách dục, không thể để cho đắm trước. Năm dục là sắc đẹp tiếng hay, hương thơm vị ngon xúc miệng, muốn cầu thiền định đều phải xa bỏ nó. Thế nào là xa bỏ sắc? Quán xét tai họa của sắc, người đắm sắc các ngọn lửa kiết sử đều bừng cháy, thiêu hại thân người, cũng như lửa đốt vàng bạc, nước sôi mật nóng. Tuy có sắc đẹp vị ngon, nhưng làm đốt thân cháy miệng, phải gấp xa bỏ nó. Nếu người nhiễm đắm sắc đẹp vị ngon cũng như vậy. Lại nữa, đẹp xấu tại người, chứ sắc không nhất định. Sao biết? Như ở xa trông thấy người đáng yêu, để sanh tâm yêu mừng. Nếu ở xa trông thấy người hung ác, oan gia, để sanh tâm oán hại. Nếu trông thấy người không oán không thương, thời không giận không mừng. Nếu muốn dứt bỏ tánh mừng, tánh nóng giận, thì phải trừ tà niệm và sắc, xả bỏ cả hai trong một lần. Ví như nấu vàng chảy cháy thân, nếu muốn trừ nó không thể trừ chỉ bỏ lửa giữ lại vàng, mà phải vàng và lửa đều bỏ. Như vua Tần Bà Ta La vì mê sắc nên thân vào nước địch, ở một mình trong phòng dâm nữ A Phạm Bà La. Vua Yêu Điền vì nhiễm đắm sắc nên mới cắt tay chân 500 tiên nhân. Các nhân duyên như vậy gọi là mắng trách sắc dục. Thế nào là mắng trách tiếng? Tướng của âm thanh không dừng, vừa nghe được liền mất. Người ngu si không hiểu tướng âm thanh vô thường biến mất như vậy, nên đối với âm thanh vọng sanh tâm ưa thích. Đối với âm thanh đã trôi qua, còn nhớ lại mà say tâm đắm trước. Như 500 tiên nhân tù ở trong núi, nghe tiếng của gái chân đà la ca lên khi đang tắm trong ao núi tuyết, liền mất thiền định, tâm mê say cuồng giận không còn tự giữ được. Ví như gió lớn thổi các cây rừng, nghe tiếng ca dịu dàng êm ái trong trèo ấy, sanh niệm tưởng tà vậy, cho nên không tự giác được tâm cuồng loạn. Đời này mất các công đức, đời sau phải đoạn đường ác. Người có trí quán biết âm thanh, niệm niệm sanh diệt, trước sau không cùng lúc, không theo kịp nhau, biết được như vậy, thời không sanh tâm nhiễm trước. Những người trí như thế, âm nhạc của chư thiên còn không làm loạn được, huống là âm nhạc của loài người. Các nhân duyên như vậy là mắng trách tham dục. Thế nào là mắng trách hương? Có người nói đắm hương ít tội, nhưng nhiễm ái hương thời sẽ mở cửa cho các kiết sử, nên tuy 500 chỉ giới có thể một ngày mất hết. Như vị A-la-hán thường vào Long Cung ăn xong đưa bình bát cho Sa-di rửa, trong bát còn thừa vài hạt đồ ăn. Sa-di người thấy rất thơm, ăn rất ngon, mới tìm cách vào núp dưới giường dây của thầy, hai tay nắm chặt chân giường. Khi thầy đi thì cả cái giường cùng vào Long Cung. Rồng nói: người này chưa đắc đạo, vì sao đem đến? Thầy nói: vì tôi không biết. Sa-di đã được ăn cơm lại thấy long nữ thân thể đoan chánh, thơm đẹp không ai bằng, tâm rất nhiễm trước, liền ước nguyện rằng: ta sẽ tạo phước chiếm lấy chỗ rồng ở vào cung điện rồng. Rồng nói: lần sau chớ đem Sa-di ấy đến. Sa-di trở về rồi nhất tâm long bố thí, chỉ giới chuyên cầu sở nguyện, nguyện sống được làm rồng. Khi ấy đi nhiễu quanh chùa, dưới chân có nước trồi lên, tự biết chắc được làm rồng, liền đi thẳng đến bên ao lớn, chỗ trước kia thầy đi vào, lấy cả sa chuồng đầu mà vào, liền chết biến làm rồng lớn. Do phước đức lớn nên giết rồng kia, cả ao đều đỏ. Trước khi xảy ra việc ấy, thầy và chúng tăng của trách Sa-di nói: tâm tôi đã định, tướng của tâm đã xuất hiện.
Bây giờ thấy đưa chúng tăng đi đến ao xem, các nhân duyên như vậy là vì mê đắm mùi thơm. Lại nữa, có một tỳ kheo đi kinh hành bên ao sen ở trong rừng, nghe mùi sen thơm mỗi người tâm đắm. Vị thần ao nói, sao ông bỏ chỗ ngồi thiền định ở trong rừng kia mà trộm hương của ta? Vì đắm hương nên các kiết sử trước kia đã nằm xuống nên đều tỉnh dậy. Khi ấy lại có một người đi vào ao, bẻ lấy nhiều hoa đào kéo gốc rễ, bỏ bậy bạ mà đi. Thần ao lặng lẽ không nói gì. Tỳ kheo thấy vậy nói, người này phá ao ông, lấy hoa ông không nói gì cả. Còn tôi chỉ đi bên bờ ao lại bị ông của mắng cho là tôi ăn trộm hương. Thần ao nói, người thế gian xấu ác, thường ở trong phân nhơ tội cấu bất tịnh ngập đầu nên không nói tới. Còn ông là người tốt hành thiện mà đắm hương ấy phá mất việc tốt của ông, cho nên tặc của ông ví như lụa trắng tinh khiết mà bị dính một điểm đen thì ai cũng thấy. Còn người ác kia ví như áo đen có thêm chấm đen, người ta cũng không thấy, ai hỏi làm chi. Các nhân duyên như vậy là mắng trách hương dục. Thế nào là mắng trách vị? Nên tự giác ngộ, ta chỉ vì tham đắm vị ngon mà phải chịu các khổ. Nước đồng sôi rót vào miệng, nuốt hoàn sát nóng. Nếu không quan sát đồ ăn, tâm ham thích dính cứng, phải đọa trong loài trùng bất tịnh. Như một sa di, tâm thường ưa thích váng sữa. Khi các đàn việt thiết đãi chúng tăng váng sữa, sa di được mỗi phần thừa, tâm ưa đắm vui mừng không nguôi. Sau khi mạng chung say vào trong bình váng sữa thừa ấy, thầy của sa di đã chứng được đạo quả A-la-hán. Mỗi khi tăng chia thứ váng sữa thì thầy nói, từ từ chớ làm tổn thương kẻ sa di ưa váng sữa ấy. Mọi người nói đó là loài trùng, sao lại gọi là sa di ưa váng sữa? Thầy đáp, con trùng ấy vốn là sa di của tôi, chỉ vì tham váng sữa thừa nên sanh ra trong bình đó. Thầy được phần váng sữa, trùng từ trong bò ra. Thầy nói, người ưa váng sữa hay sao mà ngươi đến đây, đến đấy váng sữa đưa cho. Lại nữa, như một quốc thổ, vua tên là Nguyệt Phần, vừa có thái tử ưa đắm vị ngon, người giữ vườn của vua, một ngày đưa đến một quả ngon. Trong vườn có một cây lớn, trên cây có chim mẹ đang nuôi con. Chim mẹ thường bay đến trong núi hương, lấy trái thơm ngon để nuôi con, bảy con giành nhau, một quả rơi xuống đất. Người giữ vườn sáng sớm trông thấy cho là phi thường kỳ lạ, liền nhặt đem cho vua. Vua quý quả ấy thơm đẹp khác thường, thái tử thấy đòi xin, vua thương con liền cho. Thái tử ăn quả được mùi vị đó, tâm nhiễm đắm sâu xa, muốn được quả mỗi ngày. Vua liền gọi người giữ vườn đến hỏi lý do của quả ấy. Người giữ vườn nói quả ấy không có trồng từ đất lượm được, chẳng biết do từ đâu đến. Thái tử khóc lóc không chịu ăn, vua thúc giục của trách người giữ vườn, người hãy kiếm cho được. Người giữ vườn đi đến chỗ lượm quả, thấy có ổ chim, biết chim gặm quả đem đến, giấu thân trên cây dịch để lấy. Khi chim mẹ bay đến, liền cướp quả đem vua. Cứ mỗi ngày như vậy, chim mẹ nổi giận, bay đến trong núi hương lấy quả độc, hương vị sắc toàn giống như quả trước. Người giữ vườn cướp được đem nộp cho vua, vua cho thái tử ăn, trong chốc lát thân thịt bị giã nát mà chết. Các nhân duyên như vậy là mắng trách vị dục.